Rồi xin chào các bác nhé, tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh Sài Gòn. Đây là Accent bản 1.4 AT. Trên phiên bản này nó còn phiên bản cao hơn nữa, thì đây là bản 1.4 AT đang có khuyến mại cho các bác là giảm 42 triệu đồng tại Hyundai Trường Chinh. Khách hàng nào chúng ta quan tâm đến Accent thì đang có chương trình cực kỳ tốt đấy. Các bác có thể ghé qua bên tôi để chúng ta xem xe và trải nghiệm lái thử. Các màu đều đồng giá nhé. Bản này là niêm yết 505, giảm 42 triệu thì chúng ta sẽ còn là 463 triệu giá xuất hóa đơn VAT. Còn lăn bánh nếu hộ khẩu Sài Gòn sẽ chưa tới 550. Đó là cái giá mà đã bao gồm cả bảo hiểm nha. Còn lăn bánh các tỉnh thành khác thì nó sẽ rẻ hơn chút xíu. Các bác cần hỗ trợ chi tiết về báo giá, về vay trả góp các thứ thì cứ liên hệ trực tiếp theo cái số trên tiêu đề nhé, hoặc là kết bạn Zalo theo cái số đấy, tôi sẽ tư vấn cho các bác. Còn khách hàng nào ở trên TikTok, chúng ta có thể vào phần profile để có số điện thoại của tôi, hoặc là lên fanpage bán xe dạo cũng sẽ có cái thông tin liên hệ của tôi trên đấy. Đây là con xe mà bán chạy thứ nhì trong năm vừa qua. Con bán chạy nhất là Vios, bán khoảng 23.000, con xe này bán được khoảng 22.000 xe trong năm qua. Đây là một cái phân khúc xe mà những khách hàng mà gần như là lần đầu mua xe chúng ta sẽ lựa chọn những con sedan hạng B. Thì sedan hạng B nó có nhiều con, nhưng trong đấy bán chạy nhất vẫn là Vios, thứ nhì sẽ là Accent. Thì Accent nó có nhiều yếu tố mà nó được khách hàng lựa chọn. Một phần trong đấy đó là thuộc về giá cả, thì cái giá nó rất là vừa phải. Tiếp theo nữa là cái mẫu mã về thiết kế thì rất là phù hợp với giới trẻ. Và phần tiếp theo đó là các cái trang bị trên xe, thì Accent so với tầm tiền thì được trang bị khá là dồi dào, có thể nói là dồi dào nhất trong cái tầm tiền này. Đấy là những lý do mà khách hàng người ta xuống tiền lựa chọn Accent. Ngoài ra thì Hyundai hiện tại đang là một cái thương hiệu khá là mạnh tại Việt Nam, do vậy nó có cái giá trị bán lại rất tốt và các cái chính sách về bảo hành bảo dưỡng cũng rất tốt. Đang có hơn 70 đại lý và có hơn 50 điểm để chúng ta bảo dưỡng xe toàn quốc. Đấy là những cái lợi thế dành cho khách hàng là sử dụng xe Hyundai tại Việt Nam. Rồi quay trở lại sản phẩm. Về cấu hình thì con Accent này nó sử dụng cái động cơ 1.4 lít thuốc khí tự nhiên, đi kèm một số 6 cấp AT và dẫn động cầu trước. Thì động cơ này khoảng 100 mã lực thôi, không phải là mạnh, nhưng mà bù lại thì nó được trang bị hộp số 6 AT. Hộp số này sẽ giúp chúng ta đi cái nước hậu khá là mượt mà, tăng tốc khá là ok ở cái phần nước hậu nha, còn nước đầu thì nó cũng không có gì ấn tượng. Về đèn đóm thì các bác sẽ thấy là nó có một cái bộ đèn nhìn rất là sắc sảo, nó giống như một cái cặp mắt, một cái led ban ngày bên trên hình móc câu. Và công nghệ đèn sẽ là đèn halogen thôi. Có một cái gương cầu projector, dưới này cũng có projector. Nhưng mà cái điểm hay là nó được trang bị cái công nghệ đèn tự động và gạt mưa tự động, rất là tiện lợi cho chúng ta. Lưới tản nhiệt thì mạ chrome màu khói, nhìn cái xe mình nó sang trọng hơn. Và cái thiết kế phía trước này nhìn rất khá là hiện đại ha. Rồi bên hông này thì mình sẽ ấn tượng nhất, gọi là để ý dễ dàng nhất là về cái bộ mâm. Kích thước chỉ là 15 inch thôi. Bản cao hơn ta sẽ có mâm to hơn, bản này chỉ có mâm 15. Gầm thì khoảng là 15cm. Xi nhan gương, chỉnh điện gập điện. Con này lắp chìa khóa thì cái gương nó sẽ không gập nhé, nhưng mà gương vẫn có thể gập điện thông qua cái nút bên trong xe. Các cái chi tiết là tay nắm cửa mạ chrome, rồi viền chân kính mạ chrome này, nó sẽ giúp cái xe mình nó sang trọng hơn. Cái này là nó bao bọc bằng cao su để bảo vệ nhé, để tránh bị ố đấy. Một cái điểm hay là đây không phải là bản full, nhưng mà trang bị phía sau vẫn là phanh đĩa. Rồi, các bác thấy là đèn hậu rất là ấn tượng ha. Đèn công nghệ LED nhé. Cốp thì dung tích thì cũng vừa đủ thôi, cũng xem mấy con hạng B thì cốp cũng tương đương như nhau. Nếu mà cốp rộng nhất là chỉ có City và Almera. Có một cái điều mà các bác lưu ý là con này cái hàng ghế thứ hai nó không có gập xuống được nha, nó tách rời với bên trong. Còn một số xe các bác có thể gập được cái hàng hai để chúng ta thông với cốp luôn, tối ưu được diện tích nó sẽ tốt hơn. Rồi nội thất, con này nó có chiều dài trục cơ sở là 2m6 thì nó cũng khá là xem so với những con cùng phân khúc. Thì hàng hai, gọi là cái không gian hàng hai nó không quá rộng, không phải là rộng nhất nhưng mà ngồi cũng được, cũng ổn. So với Vios là rộng hơn Vios đấy, còn so với City thì nó không rộng bằng City đâu. Một điểm cộng là nó có cổng sạc điện thoại, có cửa gió điều hòa, không có cửa sổ trời nha. Và nội thất sẽ là ghế nỉ.
Nhưng này nó phối hai màu, màu ba và màu đen. Chúng ta có thể bỏ thêm chi phí 7-8 triệu để bọc một cái bộ ghế da. Các cửa thì đều có hệ thống loa nhé. Xe còn lại có 6 loa, ghế thì chỉnh cơ cả thôi. Hạng B thì hầu hết là chỉnh cơ hết. Vô lăng trợ lực điện, vô lăng Accent thì nhẹ lắm, dễ lái lắm, ai lái cũng được. Đặc biệt là chị em phụ nữ thì càng dễ lái nữa. Màn hình thì đẹp ha, đây là một cái điểm cộng của Accent. Màn hình này thì 8 inch, có cảm ứng, có tiếng Việt hết nè. Màn hình này rất có lợi cho những người mới lái nha. Chúng ta nhìn cái biển báo chưa quen thì trên này nó cảnh báo cái tốc độ giới hạn. Có các cái kết nối như là Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ. Đây là nút để start top. Đây là chìa khóa ha. Chìa khóa là tầm tiền này, là chìa khóa này gọi là đẹp đấy. Và nó có đề từ xa này, 70-80m là vẫn đề được nha. Rồi cần số bọc da, hộp số 6AT. Đó. Rồi, về các cái trang bị an toàn thì phiên bản này so với phiên bản cao nhất thì nó sẽ bị cắt đi cái số túi khí thôi, còn lại nó giống. Thì bản này nó có hai túi khí bên trước đó, rồi cân bằng điện tử chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, rồi cân bằng điện tử ổn định thân xe điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi cảm biến lùi là trang bị đầy đủ. Đấy là những cái thông tin về Accent phiên bản 1.4 AT. Các bác cần hỗ trợ tư vấn gì sâu hơn về tất cả các sản phẩm của Hyundai thì các bác có liên hệ với tôi theo cái số trên tiêu đề nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.